thưa toàn thể quý cô bác, anh chị em, đồng đạo gần xa kính mến. Thì hôm nay cũng có cái duyên lành quý vị cùng chúng tôi nhận được lời mời hoặc là hay tin của anh Ba trở về đây để ủng hộ cho anh chị em của anh Ba Hùng làm tròn cái bổn phận hiếu đạo đối với người thân khi đã qua đời. Thì điều này đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lúc nào cũng tuân thủ theo lời chỉ dạy của Đức Thầy. Thế nên chúng ta đã làm cái bổn phận trợ duyên lẫn nhau như con một cha, mà Đức Thầy dạy trong cái bài Hiếu Nghĩa Di Tiên đó quý vị. Nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên. Nhân sanh là con người sống trên thế gian này, hiếu nghĩa dĩ di tiên là lấy làm đầu. Chữ hiếu nghĩa là gì? Hiếu là gì? Là hiếu thảo, trả ơn tổ tiên và cha mẹ. Còn cái nghĩa là làm theo lẽ phải. Mà mình thấy anh Ba làm theo lẽ phải. Cái ngày giỗ kỷ niệm của ông nội mình, dân theo lời thầy chỉ dạy là cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai. Từ cái chỗ làm đúng theo cái lẽ phải mà Phật dạy. Cho nên quý vị mình đến đây ủng hộ, đúng không? Nếu bữa nay anh Ba mà cái ngày giỗ của ông nội anh Ba mà anh tổ chức cái chương trình nó không đúng theo lời thầy chỉ dạy thì quý vị không bao giờ ủng hộ. Vì vậy cho nên mình đến đây để làm cái bổn phận. Cái bổn phận là hỗ trợ cho gia đình anh Ba làm cái nghĩa vụ, cái bổn phận của người con, người cháu đối với người thân này. Giờ này tôi thấy trời mưa ồn ào quá quý vị, mình ở dưới có nghe không? Chứ bây giờ đi đâu nữa, bây giờ trời mưa rồi đi về đâu có được. Thì lẽ ra đó bữa nay thì cái chương trình nó có giới hạn, nói chuyện chừng 1 tiếng hoặc tiếng 30 phút thôi, để cô bác mình có cái thời gian nghỉ ngơi, suy gẫm, rồi cúng kiến ha. Rồi giờ lâu lâu rồi có giảng viên đến đây rất là nhiều, vậy cho nên mình muốn cho có một cái nhịp cầu để tạo cái duyên lành với nhau. Cho nên là cho mỗi một người lên 30 phút. Vì vậy cho nên quý vị mình ngồi chờ đợi hay lâu hay trễ, quý vị mình thông cảm nha. Dạ. Tôi nói thì quý vị ở dưới nghe, nhưng mà lỗ tai tôi không nghe, tại vì cái mưa ào ào, mưa ào tôi không nghe. Thì thôi bây giờ để trở lại cái chương trình chia sẻ Phật pháp hôm nay, chúng tôi không làm mất thời giờ quý báu của quý vị nữa. Mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tức là đệ tử của thầy, mà mình giác ngộ tu hành theo thầy, mà thầy là ông Phật. Cái mục đích ông Phật bảo vệ mình để mình làm theo, để chi? Để mình thành Phật, phải không? Mà mình muốn làm Phật á, mình phải nghe lời ông Phật dạy. Mà ông Phật dạy mà mình không hiểu, mình làm Phật nổi không? Không nổi, phải không? Cho nên thầy kêu gọi như thế này nè quý vị: ta yêu chúng, viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ, nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tiền hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo, đúng không? Mà bây giờ mình có hiểu nghĩa chưa? Mình có nghe cạn lời chưa? Chưa. Mà nếu mình chưa hiểu nghĩa, mình chưa cạn lời mà mình làm theo là mình làm nó chặt, thì đắc đạo nổi không? Không đắc đạo, phải không quý vị? Nó rõ vậy đó. Cho nên thầy dạy mình bằng cái tiếng phổ thông, bằng tiếng mẹ đẻ, viết dạy cần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Cái lời thường của Đức Thầy dạy bằng cái tiếng Việt Nam cho mình dễ hiểu, mà mình còn không hiểu nữa rồi mình tu sao? Ví dụ như bây giờ thầy dạy là chớ bỏ lời thầy nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng miệng chống non sanh. Mà lời thầy nơi Phật cảnh ở chỗ nào? Tiếng miệng chống non sanh là ở đâu? Phải hiểu gì thì mình làm mới được. Thì hàng ngày mình nguyện cúng lại sách chiều đó: nay con nguyện cái hối ăn năn, làm lành lánh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Mà tu hiền tu sao? Tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Mà mình không hiểu rõ cái chữ hiền như nào cho mà tu sao được thành người hiền đây, phải không? Không thành người hiền được sao làm Phật làm tiên được? Muốn làm giàu còn phải trần thanh, huống chi làm Phật làm thần dễ đâu.
chứ mình phải hiểu rõ đường đi nước bước mới được. Giống như từ ở trong Phi Thông muốn đi ra nhà anh Ba Hùng dự đám giỗ phải biết rõ đường đi, đi nó mới tới đúng giờ, nếu không biết rõ đi vòng xuống cái sắn một cái biết chừng nào tới đây, thấy không? Thì tu cũng giống vậy đó quý vị. Thôi bây giờ để trở lại cái câu giảng anh Ba hỏi, anh Ba anh hỏi là 4 câu nha. Nam mô 6 chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay 6 chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Ông hỏi tới 6 câu đó. Kỳ tâm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Chưa đủ tới 8 câu mới đủ. Rạch tim đem đẩy nó vào thì là mới khỏi bắt đầu tu rơi là 8 câu. 8 câu này ở trong cái quyển 3 nha quý vị, trong quyển 3. Rồi bây giờ 30 phút, tôi cố gắng tôi cô động hết sức để quý vị ngồi sáng giờ hơi lâu rồi, đủ giờ là đủ, là tôi sẽ tóm kết cho hết ý 4 màu giảng, 6 và 8 màu giảng này nha. Rồi tùy theo thời gian đấy mình ứng phó. Bây giờ á, trước tiên là định nghĩa từ ngữ trước. Nam mô 6 chữ Di Đà, nam mô là như thế nào? Chữ nam mô nó có 6 cái nghĩa. Cái thứ nhất là gì? Cung kính, cung kính nha. Cái thứ hai là kính lễ, vì mình có cung kính rồi mình mới kính lễ, đúng không? Bây giờ mình đi lại cái ngôi Tam Bảo này mình cung kính, từ cái chỗ cung kính nói cho nên mình mới cúi đầu kính lễ. Mà Tam Bảo là cái gì? Phật, Pháp, Tăng. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, đúng không? Cho nên mình gặp ngôi Tam Bảo cho nên mình tôn kính rồi mình mới cúi đầu kính lễ. Chỉ vì cái nghĩa của Nam Mô, hai cái chữ đầu tiên là tôn kính và kính lễ, là hai nghĩa, phải không? Nếu mình không tôn kính mình đâu có cúi đầu kính lễ làm gì. Giống như mình gặp cha mẹ mình với ông bà mình cúi đầu mình kính lễ là gì? Mình tôn kính, đúng không quý vị? Rất chính xác phải không? Cho nên cái chữ đâu phải nghĩa đó vậy mới được. Đó là hai cái nghĩa. Cái thứ hai nữa gì? Cái nghĩa thứ ba là quy y. Cái nghĩa của chữ cái thứ ba là quy y. Từ cái có chỗ quy là thầy dạy nè, tam quy ngũ giới lòng hằng trình theo. Vậy thì cái người cái có chữ nam mô là cái chữ quy y, cho nên thầy dạy là chữ nam mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tầm mấy quý. Vậy nam mô là quy y, mà quy y thì phải giữ giới, thì thầy nói tam quy ngũ giới đồng hành trình theo, đúng không? Vậy thì cái chữ nam mô là quy y là 3. Cái thứ tư đó, nam mô là gì? Là cứu ngã. Chữ cứu là gì? Là tiếp giúp. Chữ ngã là ta. Tại vì ta là chúng sanh, ta mê đắm, ta lưng hồi. Hôm nay gặp giáo pháp của Phật dạy, giác ngộ, quy y, nên ta nhờ ngài làm gì? Cứu ngã là cứu ta, đúng không? Vậy là hôm nay quy y với Phật Pháp Tăng là nhờ Phật đưa giáo pháp chỉ dạy mình để cứu mình, để mình không còn mê nữa, để mình không còn lưng hồi sinh tử nữa. Mình độc đáo chưa đó đâu quý vị, đúng không? Cho nên mình niệm Phật mà thiếu hai cái chữ nam mô là một cái điều sơ sức rất lớn, phải không? Vậy thì cái chữ thứ tư đó là cứu ngã. Cái chữ thứ năm là gì? Là độ ngã. Độ là gì? Giống như là hôm nay mình không có khả năng đi đến cái chỗ Tây Phương Cực Lạc, nhờ Đức Phật độ tiếp. Nó vậy đó. Vậy thì độ ngã là độ ta, chữ ngã là ta, phải không? Vậy thì hôm nay mình nhờ cái chữ nam mô này, cho nên mình nhờ Phật độ mình, gọi là tha lực đó. Tự lực là tự mình sửa, tha lực là mình nhờ cái thần lực của Phật độ tiếp. Cho nên mình niệm cái chữ nam mô là 5 cái nghĩa. Cái nghĩa sau cùng là gì? Là quy mạng, là mạng sống của mình. Cái mạng sống của mình hồi trước tới giờ mình không có quy y Tam Bảo, bây giờ quy Tam Bảo rồi là quy mạng. Quy mạng tức là mình gửi cái mạng mình cho Phật Pháp. Phận tớ sát phàm tớ sẽ dưng, cúng dường chư Phật, Phật đành ưng, phải không? Gọi là quy mạng, tức là mình đem cái mạng mình phụng sự cho Phật Pháp để mình tu hành. Vậy là 6 cái nghĩa. Vậy thì nam mô là cái đó, chữ nam mô không là 6 cái nghĩa rồi. Mà mình niệm Phật mà thiếu hai cái chữ nam mô đó, không khác nào như hôm nay tôi niệm 4 chữ A Di Đà Phật, tức là hồng danh của Đức Phật A Di Đà là tên của Phật A Di Đà. Mà niệm A Di Đà Phật mà mình không có chữ nam mô đó
có nghĩa là tôi kêu tên của Phật thôi, mà tôi không có nhờ ông cứu tôi. Tôi kêu tên của ông nhưng mà tôi không có quy y với ông. Tôi kêu tên với ông nhưng mà tôi không có tôn kính ông. Tôi kêu tên ông nhưng mà tôi không có quy mạng với ông. Vậy thì nó thiếu quá nhiều, phải không? Như vậy cho nên thầy mới dạy mình trong sấm giảng thi văn toàn bộ là phải 6 chữ. Nam mô 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng niệm cho quên không đỡ gì thầy. Cho nên người tín đồ Phật giáo hoàn hảo là phải Nam mô A Di Đà Phật. Nghe quý vị, thầy dạy nghe, hôm nay tôi nhắc lại thôi. Vậy thì Nam mô 6 chữ, tức là Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà tức là 2 trong 6 chữ, phải không? Vậy thì ở đây muốn nói là hồng danh của Đức Phật A Di Đà, Ngài có 48 lời đại nguyện, nếu ai niệm cái danh hiệu của ta thì sẽ được vô lượng phước báo, phải không? Vì vậy cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni mới sắc lệnh cho Đức Thầy lâm phàm thì kỳ mạt pháp, để rồi nhắc lại những lời của Đức Phật Thích Ca thuyết. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho cột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh xem báo nực mùi, nào ai rõ cái vui kiệt đó. Mà muốn về cái cõi đó đó phải làm sao? Phải niệm Nam mô A Di Đà Phật, đúng không quý vị? Đúng không? Cho nên thầy dạy rất là chính xác, rất là hay, vì mình chưa có thuộc bài thôi, nghe quý vị. Vậy thì Nam mô 6 chữ Di Đà là câu đầu tiên, là ý thầy kêu mình niệm Phật đó, không có gì khó hết trơn á, phải không? Mà Nam mô 6 chữ Di Đà rồi mình niệm như vậy được chưa, đủ chưa? Chắc chưa, cho nên thầy mới kêu mình, phải không? Nam mô 6 chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Chữ từ bi là gì? Chữ từ bi là 2 trong 4 đức tánh, gọi là từ bi hỷ xả. Theo từ ngữ Phật học gọi là tứ vô lượng tâm. Chữ từ bi tức là lòng lành và thương xót. Mà thầy dạy trong tứ vô lượng tâm đó, 4 đức tánh của Phật đó, đức từ là mẹ thương chúng sanh như mẹ thương Phật, thương chúng sanh như mẹ thương con, lúc nào cũng lo lắng đến hết lòng dịu dắt dạy dỗ, không nỡ chúng sanh sai và đường tội lỗi mà chịu khổ, đó đức từ. Đức bi là nếu chúng sanh nào Phật dạy chẳng nghe lời, không vì thế mà sanh lòng ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Chứ không phải như mình nói người nào không nghe là mình ghét, còn Phật thì không có ghét. Ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, phiên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương, tu cho kẻ bảo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửu quyền trời trong, phải không? Như vậy nó mới trúng chứ mình ta nói chịch tí xíu cái mình ghét người ta sao được. Vậy thì nếu mình niệm Phật thì phải có cái gì? 4 đại đức của chư Phật, cho nên là Nam mô 6 chữ Di Đà phải có kèm theo gì? Từ bi tế độ vậy mà chúng sanh, đúng không? Chữ tế độ là gì? Chữ tế là ban ra, chữ độ là cứu giúp. Thì cái người nào có niệm Nam mô Di Đà Phật thì sẽ được Phật tiếp rước và giúp cho, đúng không? Đó, vậy thì Nam mô 6 chữ Di Đà từ bi tế độ vậy mà chúng sanh là ai? Chúng sanh có 4 phần. Thứ nhất là thai sanh. Thai sanh là những cái gì được sanh ra bằng cái bào thai, trong đó có mình, phải không? Cái thứ hai, cái gì được sanh ra ở trong trứng gọi là nõn sanh. Chỉ nõn là trứng. Vậy thì con gà, con vịt, con ngỗng, những cái gì mà sanh ra bằng cái trứng rồi mới nở ra thành cái con đó gọi là nõn sanh. Cái thứ ba là thấp sanh. Thấp sanh là những loài bò sát dưới đất đó gọi là thấp sanh. Nó cũng là chúng sanh nhưng mà nó vì cái duyên nghiệp nó nặng quá trên đầu thai làm cái loài thấp sanh. Nó không có khôn lo như mình, phải không? Và cái sau cùng là quá sanh. Quá sanh là như lăng quăng quá mũi, sâu quá bớm, bù kẹt quá chuồn chuồn, gọi là quá sanh. Thì 4 cái loài này đều là chúng sanh, chúng sanh hết. Vì vậy cho nên Đức Thầy dạy đó, lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt chiều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh, đúng không quý vị? Cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mọi đồ dưới cực luân hồi. Vậy Đức Phật chẳng những độ con người mà còn độ luôn cả loài thấp sanh và quá sanh nữa. Đồng ý vô này không?
rất là đặc biệt, cho nên gọi là tha lực. Vì vậy cho nên đây là một pháp môn gọi là tha lực, gọi là vua của các pháp. Trong thời kỳ mạt pháp này không pháp môn nào bằng hết trơn á. Cho nên mới dính vô cái câu là Nam Mô Sáu Chữ Di Đà Từ Bi Tế Độ. Vậy mà chúng sanh từ cái chỗ nó rộng độ như vậy, nó có bốn cái phần thù thắng rất là đặc biệt, gọi là rộng độ đệ nhất, độ hết trơn bốn rồi, phải không? Thứ nhất là rộng độ đệ nhất à, thứ hai là cứu cánh đệ nhất. Cứu cánh tức là chỉ trong một kiếp là xong, chứ không có để tới kiếp thứ hai đó. Thứ ba là vị hạnh đệ nhất. Vị hạnh là cái gì? Tức là dù làm cái nghề gì khác nhau, tu pháp môn tịnh độ vẫn được Phật độ. Giống như bây giờ làm ruộng nè, mua bán nè, đi lúa nè, bán rau cải nè, tất cả cái đó gọi là vị hạnh. Chứ hạnh là việc làm, chứ vị là khác nhau. Tất cả chúng ta có nghề nghiệp khác nhau nhưng tu tịnh độ vẫn được Phật độ hết. Đồng ý chỗ này không? Gọi là vị hạnh đệ nhất, pháp môn tịnh độ mới được vậy, đúng không? Và cái sau cùng là đối cơ đệ nhất. Cái cơ là trình độ căn cơ. Đối tức là căn cơ nào cho dù cái người đó làm giám đốc, tu tịnh độ Nam Mô Di Đà Phật vẫn được. Một phi hành gia đang máy bay trên trời niệm Nam Mô Di Đà Phật vẫn được. Một người chạy tàu dưới sông Nam Mô Di Đà Phật vẫn được. Một người mạnh lành có đầy đủ sáu căn Nam Mô Di Đà Phật vẫn được. Một người cục tay cục chân Nam Mô Di Đà Phật vẫn được. Một người mù mắt Nam Mô Di Đà Phật vẫn được. Cái người trí cũng được, người ngu cũng được, cái người ngọng cũng được. Vậy gọi là đối cơ đệ nhất. Vậy pháp môn tịnh độ này mới gọi là vua của các pháp, đúng không? Nó độc đáo chỗ đó, cho nên mới gọi là quảng độ đệ nhất, cứu cánh đệ nhất, đối cơ đệ nhất và vị hạnh đệ nhất. Rồi pháp môn đó gọi là vua các pháp. Từ cái chỗ đó cho nên Đức Phật lúc nào cũng kêu gọi mình phải nên tu tịnh độ và quyết niệm Phật. Vậy cho nên trong tám câu giảng này là Nam Mô Sáu Chữ Di Đà Từ Bi Tế Độ. Vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chứ lạnh tanh tức là giống như là mình để đồ ăn mà qua ngày nó không có hâm đây, có quy y nhưng mà không có hành y, đúng không? Có quy y rồi nhưng mà không có làm, để lạnh tanh à. Bây giờ mình phải hâm nóng lại, tức là phải niệm Phật mới được. Thầy dạy những từ ngữ rất là thông thường, tại vì mình chưa có đọc tới thôi. Xưa nay sáu chữ lạnh tanh tức là mình niệm rồi mình bỏ, mình niệm mình bỏ để cho nó lạnh hoài à, giống như cơm nguội canh lạnh ăn không có nóng, thấy không? Vậy thì từ cái chỗ đó, vì công việc bề bộn trong gia đình, nào là con, nào là ruộng, nào là nương, nào là rẫy, nào là bái, nào là tiền tài vật chất vân vân, cho nên mình bỏ sáu chữ để cho lạnh. Mà nếu mình bỏ như vậy thì mình bỏ rất nhiều cái công đức, mất rất nhiều công đức. Chính vì vậy cho nên thầy mới lâm phàm nhắc mình à, xưa nay sáu chữ lạnh tanh chẳng ai chịu khó niệm thành chữ thôi. Mà muốn niệm cho sành là niệm như thế nào mới là sành? Từ cái chỗ này đó, cho nên thầy mới kêu là chẳng ai chịu khó, mà mình phải chịu khó niệm mới sành được nha quý vị. Chẳng ai chịu khó niệm sành chữ thôi. Vậy thì niệm sành là niệm như thế nào? Giống như bây giờ tôi nói ví dụ dễ hiểu. Như chị Tư Xuân á, chỉ làm cái nghề là đi mua lúa. Nghĩa là khi mà chị lấy cái tay, chị hớp cái nắm lúa lên là chị biết lúa này là lúa nào, 504 hay là Messin gì đó, Gessin gì đó. Cái người này là sành này, sành sỏi cho nhìn mặt lúa biết liền, đúng không? Còn như Đệ Long mà lấy cái tay bóc lúa lên không biết là lúa là gì, chẳng mà mua gì là chết liền, lỗ liền, đúng không? Rất là dễ hiểu. Chữ sành đây là gọi là gành mạch, là sành sỏi, tức là không bị nhầm lẫn nữa. Vậy thì bây giờ mình niệm Phật làm sao cho sành? Niệm Phật là phải làm lành, nếu thiếu làm lành là chưa có sành. Tôi hỏi cho bây giờ mình ngồi đây mình niệm Phật mà lắc nữa ra mình cãi lộn người ta vậy nó gành không? Phải không? Niệm Phật thì phải làm lành. Thế bây giờ mình niệm Phật, cái câu niệm Phật nó kèm theo là chúng sanh tịnh được tam nghiệp với mong về cõi Phật, cần tu thập thiện thì sự niệm Phật nó có hiệu quả. Thầy nói chứ không phải tôi nói, tôi nhắc lại thôi. Mà mình niệm Phật mà không hành thập thiện, sát sanh còn, đạo tạc còn, tà dâm còn, niệm Phật gì đâu có sanh, đúng không? Quý vị mình công nhận không? Bây giờ mình muốn về Tây Phương Cực Lạc mình phải niệm Phật. Mà mình niệm Phật mình về cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi thanh, không phải là cõi trượt. Mà mình về chảnh mình còn sát sanh, sao được, sao về được? Ở chảnh đâu có con gì đâu ăn đâu sát, đúng không? Mình còn đạo tặc gì được không?
Vì vậy cho nên niệm Phật là phải làm lành mới gọi là sành, nghe chị Tư. Đó, còn lưỡng thiệt, còn ý ngôn, còn ác khẩu, còn giọng ngữ, ở trên cõi cực lạc đâu có cho phép mình nói kiểu đó. Mình giọng ngữ chẳng sao được, hoặc là chỉ là sao rước mình được. Đó, còn tham lam, còn sân nộ, còn mê si. Cõi cực lạc là đắt bằng vàng, thảo mộc bằng châu. Lên trên đó, cái chỗ nào cũng vàng như ngọc chứ pha lê không, mình lên mình còn tham mà lấy thì sao được. Đúng không? Vậy thì chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, niệm Phật sành là phải kèm theo làm lành, phải có tư vô lượng tâm, có bốn đại đức của chư Phật, vậy mới gọi là sành. Chứ bây giờ mình niệm Phật và ai đụng với mình cái mình gô đến chân mình cự lại, mình không tha câu nào chứ đó sành sẽ được sành, đúng không? Cho nên khi mình nghe giáo lý của Đức Thầy đó về, mình sửa lại, mặc dù quý vị cùng chúng tôi còn vướng mắc, nhưng mà nhờ cái mình đã ngộ được, chứ ngộ là hiểu được. Hiểu được chi? Sửa để làm theo, từ từ mình hoàn thành, đúng không? Cái người muốn thành tài cũng phải học từ nhỏ lên và dài lên trên mới thành tài. Còn mình bước vào đạo mình tu, mình cũng sửa từ từ, đường đạo đức bước đi từ nắc, đúng không? Điều quan trọng là mình có chịu sửa hay không. Nếu chịu sửa thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công. Vậy thì quý vị cùng chúng tôi sở dĩ ngồi đây chia sẻ Phật pháp là gì? Trợ duyên lẫn nhau để cùng nhau sửa, đúng không? Đó, cho nên như vậy đó gọi là thương yêu như con một cha, chứ có chương trình trao đổi nó mới được. Vậy thì chẳng nghe chịu khó niệm sành thử coi, mới chúng ta niệm được sành như vậy rồi thầy mới than xưa nay thầy ra mở đạo năm 1939 bây giờ niệm không có sành, tức là chúng ta còn vướng tam nghiệp. Quý vị mình công nhận với Đại Long rằng mình còn vướng tam nghiệp không? Còn, nên thầy mới than, phải không? Chẳng nghe chịu khó niệm sành, trì tâm thì quá ít đâu, chứ trì là gì? Là giữ trong lòng. Chứ tâm là lòng dạ, trì tâm là giữ trong lòng. Mà mình đi á, nghe đạo thì mình có niệm Phật đó. Lát nữa người ta bàn với cái chuyện khác là mình bỏ câu niệm Phật liền, là mình không có giữ trong lòng. Mà thầy dạy chữ lục tự trì tâm là giữ trong lòng. Bắt diễn, chữ bắt là không, chữ diễn là xa. Đừng để cho sáu chữ đi xa cõi lòng của mình. Thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Mà sở dĩ mình không có ai cứu là gì? Mình để cho chữ Nam Mô Di Đà Phật nó đi quá xa, phải không? Chứ mình tại mình làm mình chịu, chứ mình có trách ai chứ. Pháp môn của thầy dạy là hoàn toàn là chắc chắn sẽ thành tựu, nhưng mà mình chưa được như vậy là gì? Mình làm chưa có rồi, chưa đủ, đúng không? Đó, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít thôi. Bây giờ dùng thử. Chữ dùng là gì? Chữ dùng tức là chúng ta là lấy cái đó để mình áp dụng, gọi là dùng. Giống như bây giờ cái món ăn lát nữa đó, mình thấy cái món ăn dọn lên 3-4 món mình thấy lạ quá, mình muốn món đó ngon hay dở, mình dùng thử cái làm sao. Nếu ngon thì mai mốt là mình tiếp tục mình ăn nữa, hoặc mình nấu cái món đó nữa. Thì nó ăn mô vậy là cũng vậy. Còn nếu mình niệm Phật và giữ trong lòng rồi đó, nó an lạc. Thứ nhất là nó không gây gỗ hơn thua với gia đình nè. Trên thuận dưới hòa nè, cháu con hiếu thảo. Sớm chồng thì vui vẻ hài hòa với nhau. Ra đường thì lúc nào cũng nở nụ cười tươi thắm. Không có gây gỗ, không có thù hiềm, không có chiến tranh, không có cãi vã, không có đâm chém, không có gì hết. Vậy thì cái tâm hồn chúng ta rất là an lạc tự tại, tới ngày nhắm mắt thì được giảng sanh đi cung cực lạc. Chứ có gì đâu lạ. Còn bây giờ mình còn phiền, còn não, còn hờn, còn giận, còn thấy ai thế kia là lâm chân, tới lúc lâm chung rồi nó hiện ra đủ thứ hết trơn. Đúng không? Vậy bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào? Dùng thử coi nó an lạc không? Niệm như gan như thầy nói vậy đó. Bây giờ mình dùng sáu chữ Di Đà, mình có từ bi nè, có hỷ xả nè. Mình niệm Nam Mô Di Phật, mình có đừng sát sanh nè, đừng đạo tặc, đừng tà dâm, đừng lưỡng thiệt, đừng ý ngôn, đừng ác khẩu, đừng giận hổ, đừng tham lam, đừng sân nộ, đừng mê si. Niệm cái kiểu đó tôi bảo đảm quý vị, mà cái cảnh nào đến với mình cũng không có gì trở ngại chứ. Thiệt tình luôn á. Dạ, mình buông hết trơn. Không có nạn gì hết. Bảo đảm quý vị luôn. Chứ đừng có nói mà có cái gì. Từ cái chỗ đó cho nên mà mình làm chưa được như vậy, thầy kia mình làm được vậy, làm y gan vậy đó mà làm thử coi có được không. Nếu được rồi thì mình ham liền, thấy không? Thấy một đàn thẳng bẩn mà mê, đến chừng ấy mới là màu nhiệm. Vậy thì bây giờ ít ai chịu, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít thôi. Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Chứ lẽ nào là lý do nào, lý do nào chúng ta niệm Phật? Niệm Phật đã được cái gì? Là sở dĩ thầy nói như vậy là vì thầy biết cái câu niệm Phật này có công năng để đưa mình từ con người phàm phu tục tử, từ con người hung hăng
bạo ác từ con người là không có trọng cha kính mẹ, con người bất hiếu, con người ngổn ngang, mà nhờ câu niệm Phật này trở thành con người gì? Hiền lương đức hạnh, con người có đức có tài có địa vị trong xã hội, con người tốt đẹp được mọi người kính yêu chiều mến. Cho nên thầy mới dạy mình như vậy, phải không? Đó. Rồi gạch tim. Gạch tim là để cho giờ, bây giờ mình gạch làm sao mình để vô? Cái tim là trong cơ thể chúng ta, đức thầy nói như vậy để chúng ta dễ hiểu mà thôi. Trong con thân chúng ta nó có ngũ tạng, là tim rồi phổi, ta tam can tỳ với cái thận đó là có ngũ tạng. Mà cái tim thì tượng trưng cho ở trong lòng ngực chúng ta, cho nên gọi là tâm. Mà cái tâm này nó phân ra ba phần. Thứ nhất là nhục đồng tâm là trái tim, nó có khả năng nó cung cấp máu huyết tới cơ thể của mình để mình sống mới được. Thứ hai là duyên lữ tâm. Duyên lữ tâm là cái tâm mình duyên theo cảnh, duyên theo lúc thương, lúc ghét, lúc buồn, lúc giận, lúc ham thích thế này, ham thích thế nọ, thay đổi lập trường liên tục, gọi là duyên lữ, gọi là tâm duyên ý mã đó. Nó truyền như con dưỡng vậy. Vậy cho nên tự chó cho nó mới vọng động, gọi là tâm vọng. Hôm nay nhờ cái câu niệm Phật cho nên mình không truyền cành nữa, không vọng động nữa, nó trở lại chánh niệm. Giữ được một chánh niệm mới được giảng sanh, phải không? Nó rõ như vậy. Vậy thì trì tâm thì quá tôi bây giờ dùng thử mà coi đã nào, gạch tim. Cái sau cùng là chân như tâm. Chân như tâm tức là cái tâm thanh tịnh sẵn có trong lòng của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh dê hữu Phật tánh. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tà nên quay lộn ta bà cõi khổ, đúng không? Tại vì mình bị vô minh chứ mình có cái tánh Phật. Thì hôm nay đó thầy kêu là rạch tim đem để nó vào, có nghĩa là thầy kêu mình niệm Phật là phải niệm trong tâm ha, giữ câu luật tự này trong tâm chứ không có niệm ngoài cái miệng. Đi đâu mà ngồi niệm Phật vậy trời, chân mà cái tâm mình không có miếng nào chứ. Cái người niệm Phật trong tâm theo tôi bảo đảm quý vị, nhìn cái gương mặt nó sáng thật, nó hài hòa, nó tươi tắn sáng thật, mà nó từ bi, nó hỷ xả lắm, gặp cái là kính mến liền. Còn cái người mà niệm Phật mà bên ngoài thấy ai đụng cái cũng gô lên chân, tay bên ngoài mà ngoài da chứ đâu có trong tâm đâu, phải không? Vậy thì rạch tim có nghĩa là niệm Phật là niệm trong tâm. Quá dễ hiểu không quý vị, chứ đâu phải niệm ngoài ra dễ hiểu à, thầy dạy rất là rõ. Gặp tim đem để nó là nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Vậy tại sao mình niệm Phật mà máu đào không rơi? Là vì mình niệm Phật, như nãy tôi nói đó, niệm Phật thì phải làm lành, mà làm lành trong đó có sát sanh nè, là mình tạo có nhân lành, đạo tạc nè, tà dâm, lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, giọng ngữ, tham lam, sân hận, si, mấy cái này mình diệt hết trơn, ngõ chọn lành chọn sáng, làm gì mà có nghiệp đó. Lúc này có chiến tranh mà nó khởi xướng kế bên mình mà đạn bắn không trúng mình luôn, tôi bảo đảm cái gì? Tại vì mình niệm Phật, mình làm lành là mình niệm sành rồi, không có nạn gì mà mình vượt qua không được chứ, đúng không? Cho nên mới gọi là thì là mới khỏi máu đầu tu rơi, là mình không còn vướng vào cảnh khổ thường tình như những người khác nữa, chứ không có gì lạ. Vậy thì kính thưa toàn thể chú vị, thời gian có hạn, còn cái lời nói sau cùng là để cho anh ba lên đây chia sẻ quý vị trong lời nói sau cùng để cảm ơn gì đó tôi không biết. Bây giờ tôi trình bày vỏn vẹn trong 8 câu giảng, đây là lần đầu tiên tôi cô động rất là gọn 8 câu giảng, trình bày chưa được 30 phút, nhưng mà quý vị vẫn nắm được, đồng ý không? Vẫn nắm được đó. Vậy thì hôm nay có cái duyên lành quý vị cùng chúng tôi ngồi đây, mặc dù cái đạo tràng này rất là ít người, nhưng quý vị ngồi ủng hộ Phật Pháp rất là miên mặt, tôi rất là thích. Không phải để nhiều mới được, mà quan trọng mình có chịu hợp tác để nghe hay không mà thôi, đúng không quý vị? Cái đó mới hay. Mà bữa nay tôi thấy rõ ràng là như vậy. Vậy thì trước khi dứt lời, xin chân thành cảm ơn anh ba đã sắp xếp cho Nam Long đến đây chia sẻ quý vị cho trước 30 phút. Cảm ơn quý vị chịu khó ngồi đây trong thời giờ cuối cùng để lắng nghe lời chia sẻ của Nam Long trong thời gian 30 phút qua 8 câu giảng điều trên. Vì vậy cho nên trước khi dứt lời, không quên cúi đầu thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, nhất là quy linh của Đức Thầy, gia hộ cho toàn thể quý vị giữ được lập trường tinh tấn tu hành theo đường lối của Thầy chỉ dạy, để sau cùng chúng ta được ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàng. Trình hết. Nam mô A Di Đà Phật.